Bữa nay mình đi làm gì vậy? Mình đi câu cá chép. Cá chép mấy ký? Con 5 ký. Ok. Bữa nay sẽ đi 5 câu. ký mới bắt nha, còn nhỏ nữa không bắt. Cá coi là không bắt. Cá nhật thì sao? Cá coi nhật. Cá coi nhật con nào đẹp thì lấy, Ok, như con vậy đẹp ha. thì thả. Ok. First, what you want to do is chum the waters. That was 3 handfuls. Here's a little more. Give it like 5 minutes. Có mồi không? Fish on? Small ass dude. It's a little baby tilapia. Chuẩn bị việc viên fish on. Fish on, let's go. Oh, well, I've got a carp. Awesome. Look at that. Alright. Cái con nhỏ nó đảo thoát rồi. Ngồi nha. Sâu quá. Sâu cái dây lên, tháo dây lên bạn ta. Các bạn sâu quá nó ra. Có được cái lưỡi của anh đó nha. Để anh thâu lên cho bước ra đi cẩn thận. Trời, con nghe đi. Cái nó nhỏ quá mà. Dính cá nha, dính cá. Cá chim. Ồ, cá phi, cá phi. Đang săn cá chép mà dính cái này hả vậy? Đang câu cá chép sao dính cá chê vậy? Sậy. We have 3 total. One swam out, but we lost 2. No, we still got 2. We lost 1. One catfish got away. Didn't catch no small fish today. Oh. Cá to. Here's one. Không biết to gì thấy. To hơn cá kịp câu được rồi ha. Okay. Well, yeah. Till next time, guys. Peace.